Xin chào bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em lên cho các bác mẫu Touring Nhật bãi Merida Discovery 500, mức giá 5 triệu 9, được trang bị bộ chuyển động Shimano Foot, cặp Mayer Shimano Classic, bánh 700C khung nhôm siêu nhẹ, nước sơn nguyên bản, xe nhập khẩu chính hãng nguyên chiếc, đồ còn zin. Sơn rất là mới. Nó thấy trên hình là tổng thể chiếc xe, cái độ mới nó rất là cao. Trang bị mũ xanh và tay bấm Shimano. Nguyên chiếc thôi, nguyên bản cũng của Merida, nguyên zin. Phanh ba mảnh, à phanh phanh chữ V, chữ V V cũng gọi Merida, bánh Discovery, Mayer Shimano Classic, đạp đĩa Shimano. À, cục đề sau là Shimano Atwood. Mức giá 5 triệu 9. Chiếc touring rất là đẹp, đồ full Shimano. Rồi dám sẽ vào đo size của chiếc xe, test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên 38 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Thì chiếc xe có size cho các bác từ khoảng 1m58-59 đến 1m70 đi là phù hợp. 8 tầng lít và 3 tầng đĩa, chuyển động Shimano Atwood và tạp đĩa Shimano, chuyển động thì rất là mượt mà. Xe có giá bán như em nói ngay từ đầu video là 5 triệu 9 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.